thời đã thu nhiếp vào trong mười thiện nghiệp đạo rồi. Đáp, 12. Nếu theo như ông vừa phân biệt cho rằng thật có nghiệp tương tục thọ quả báo đó thì sai lầm rất nhiều, thế nên những điều ông nói là không đúng với thật nghĩa. Nếu vì nghiệp và quả báo tương tục nên lấy hạt lúa làm ví dụ, điều ấy quá sai lầm, nhưng trong đây không nói rộng. Ông ví dụ hạt lúa, ví dụ ấy không đúng, vì sao? Vì hạt lúa có xúc chạm, có hình tướng có thể thấy, có tương tục tôi suy nghĩ việc ấy còn chưa chấp nhận lời nói ấy, huống gì tâm và nghiệp là thứ không có xúc chạm, không có hình tướng, không thể thấy, sinh diệt không ngừng, mà muốn cho nó tương tục, là việc không đúng. Lại nữa, nếu từ hạt lúa có mầm tương tục, là hạt lúa diệt rồi mới tiếp tương tục hay không diệt mà tương tục, nếu hạt lúa diệt rồi tương tục, thời là không có nguyên nhân, nếu hạt lúa không diệt mà tương tục thế là từ hạt lúa thường sinh lúa. Và nếu như vậy, là một hạt lúa mà sinh ra tất cả lúa trong thế gian, việc ấy không đúng. Thế nên nói nghiệp và quả báo thật có tương tục là không đúng. Hỏi 13. Nay lại nói tiếp rằng, nghiệp tương tục thọ quả báo là thuận hợp với nghĩa nghiệp nhân, quả báo, được chư Phật, Bích chi Phật, các vị hiền thánh tán thán. 14. Cái pháp không mất như tấm bằng khoáng, còn nghiệp như mang nợ tài vật, tính nó là vô ký, phân biệt ra bốn thứ 15. Thứ nghiệp vô ký thấy lý tứ đế không đoạn được, chỉ tư duy lý tứ đế mới đoạn được, do cái pháp không mất, nên nghiệp vô ký còn có thọ quả báo. 16. Nếu thấy lý tứ đế được đoạn, mà nghiệp còn đưa đến quả báo tương tự, thời bị cái lỗi phá nghiệp. 17. Tất cả các hành nghiệp lành dữ, giống nhau và không giống nhau, bắt đầu thọ thân nơi một cõi nào, bây giờ chỉ quả báo sinh theo thân. 18. Như vậy hai thứ nghiệp, thọ quả báo ngay hiện tại hoặc có người nói thọ quả báo rồi nhưng nghiệp vẫn còn tồn tại, 19. Nếu được chứng quả thánh thì diệt, hoặc chết rồi thì diệt, ở trong ấy còn phân biệt nghiệp hữu lậu, nghiệp vô lậu. Cái pháp không mất, giống như cái giấy hợp đồng bằng khoáng, nghiệp như mắc nợ tài vật, cái pháp không mất này thuộc tính vô ký, hệ thuộc cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, và cũng không hệ thuộc, nếu phân biệt thiện, bất thiện, vô ký, thì trong vô ký chỉ là vô ký nghĩa vô ký ấy ở trong A Tỳ Đàm có nói rộng. Tính vô ký này nếu chỉ thấy lý tứ đế thì không đoạn được, phải do tư duy lý tứ đế từ một quả vị đến một quả vị mới đoạn được. Các nghiệp vì vậy, do cái pháp không mất ấy nên có quả báo sinh ra. Nếu thấy lý tứ đế mà đoạn được, thời bị cái lỗi phá nghiệp, là vì nghiệp đến khi thọ quả báo tương tự xong liền không còn nữa. Việc này trong A Tỳ Đàm nói rộng. Lại nữa, cái pháp không mất là đối với các nghiệp giống nhau và không giống nhau nơi một cõi, khi mới bắt đầu thọ thân thì độc một mình quả báo sinh ra nơi thân hiện tại vì khi này nghiệp đã hết. Nơi thân hiện tại, từ nghiệp lại sinh nghiệp, nghiệp ấy có nặng có nhẹ, tùy nghiệp nặng mà thọ báo. Hoặc có người nói nghiệp thọ báo rồi mà nghiệp vẫn còn, vì không phải niệm niệm diệt, nên nếu vượt từ quả vị này qua quả vị kia thì diệt, hoặc chết thì diệt. Tu Đà Hoàng và A La Hán vượt qua quả vị rồi mà diệt còn các phàm phu thì chết rồi gì? Trong đó phân biệt có hữu lậu và vô lậu, các vị hiền thánh từ tu đà hoàng trở lên hữu lậu và vô lậu, nên phân biệt. Đáp, các nghĩa vừa nói đều không tránh khỏi cái lỗi chấp đoạn chấp thương. Thế nên không nên chấp thủ. Hỏi, nếu như vậy, thời không có nghiệp và quả báo sao? Đáp, 20. Tuy không cũng chẳng đoạn, tuy có mà chẳng thường, nghiệp quả báo chẳng mất, ấy là lời Phật dạy ý nghĩa được nói ở luận này là xa lì đoạn thường vì sao vì nghiệp trốt tráo không tướng nó tịch diệt tự tính nó xa lìa có không thời đâu có pháp gì để đoạn đâu có pháp gì bị mất theo kệ thì nói tuy không cũng chẳng đoạn tuy có cũng chẳng thường do nhân duyên điên đảo có sinh tử qua lại nên không thường vì sao vì pháp từ điên đảo khởi lên thời hư dối không thật không thật nên chẳng phải thường lại nữa vì tham trước điên đảo không biết rõ thật tướng nên nói nghiệp không mất và cho đó là lời Phật nói. Lại nữa, 21. Các nghiệp vốn chẳng sinh, vì không có tính nhất định, các nghiệp cũng chẳng diệt, vì nó đã không sinh. 22. Nếu nghiệp có tự tính, thời ấy tức là thường, không tạo tác cũng gọi là nghiệp, vì đã thường thì không thể tạo tác. 23. Nếu có cái nghiệp không do tạo tác, không làm mà vẫn có tội, không dứt bỏ phạm hạnh vẫn có lỗi phạm bất tịnh hạnh. 24, như thế thời phá hết tất cả pháp ngôn ngữ thế gian, làm tội và làm phước, không có khác nhau. 25, nếu nghiệp quyết định có tự tính, thời sau khi thọ quả báo rồi vẫn có thể thọ lại nữa. 26, nếu các nghiệp của thế gian khởi xuất từ phiền não, nhưng phiền não ấy không thật, thời nghiệp kia làm sao có thật? Trong đệ nhất nghĩa thì các nghiệp chẳng sinh, vì sao? Vì nghiệp không có tự tính, vì lý do nghiệp không sinh nên không diệt chứ không phải vì nó thường nên không diệt nếu không như vậy thời nghiệp tính phải quyết định có nếu nghiệp quyết định có tự tính thời là thường nếu thường thời không tạo tác nghiệp vì sao vì cái gì thường là không thể tạo tác ví như hư không lại nữa nếu có cái nghiệp không do tạo tác thời người khác làm tội người này chịu quả báo lại người kia không tu phạm hạnh mà người này phạm giới như vậy thời phá hỏng luật pháp thế gian nếu trước đã có tự tính thời mùa đông không nên nghĩ đến việc mùa xuân mùa xuân